ở Việt Nam tội nghiệp mấy bác ở tuổi này không, cả đời từ đời cha mẹ nội tối ngày cứ gì á Minh Dương không đứng không ngồi á, mà mong coi cái mặt ông Minh Dương này như thế nào mà họ đâu có đủ phước đâu. Nó qua ăn một bữa thì ông nói đi về, rồi ông số thì giờ càng ngắt càng ngư, mà Minh Dương mới về nước cũng không biết sao bỏ khỏi nhà gặp nữa. Nên người nào mà lớn tuổi mà còn gặp mặt được thằng Minh Dương đó là người đó có phước. Thế giờ sao ở Việt Nam cả biết nhiều người, cho nên giờ có gặp chị ngó cười thôi cũng vui nữa. Nhưng mà trong sóng cơ đức thầy đã nói lúc mà Minh Dương ra đời là bom đạn chiến tranh khắp miền mà ba miền Bắc Trung Nam nữa, năm 65 tháng 7 khoảng đó thì xuống thời gian nó chịu khổ vì bao nhiêu năm Minh Dương phải chạy giặc chinh chiến, rồi có là đến sau đầu mới hồi quy chứ không phải ra cái là Thái Bình liền đó. Trong thống cơ với thầy nói sao là coi kỹ lại đi. Sứ mệnh nói chuyện và những cái ông mà phụ theo mấy ông kia đó là giống như hàng nhỏ thì không có tiếp xúc. Còn bốn ông mà trực tiếp á là hai ông ở dưới cái hồ của bên núi Cấm á, là ông đó là gì ta, Quỳnh Long ha, ông càng đó ông khó tánh. Thì lúc mà cha bổ sung ông nó xuống thì ngày đó là xưa là rồng mà cứu đi người vượt biên á, biển Nam Hải rồi đi theo Phật bạn âm cứu biết nhiều thuyền nhân, sau này có công đức để được cha phong lên rồi bây giờ hộ thiên tử. Thì ổng bỏ đảo Nam Du á, ổng đi về núi Cấm ổng ở, thì giờ đang ở điện Thái Hành Thiên á, là ổng đó là Quỳnh Long. Rồi một ông Thanh Long là ở núi Cấm lâu rồi, hai ông. Thì mỗi tuần á thì họp, như cái mình có cái ban quá, có ban hộ pháp á, mấy ông rầu với mấy vị trên á họp mỗi tuần ở ổng á. Rồi lấy máy mà còn khó nói. Chú sư phụ ngày họp đó thì các ngài nói gì về vấn đề tương lai chúng ta chúng con được biết ta? Miếng nắp trình mấy nó tên là nắp trình cái này là mất cao độ à, chính trị quá. Chính em đi, lớn tuổi còn nóng cánh nữa, cái miếng này thôi. Không phải nhiều nữa. Nghĩa là bây giờ nghĩ là muốn làm cơ vận á, từ từ đi cũng trúng ha. Nhưng mà vấn đề đó là mình cứ thầy la kỳ hoài à, nói con không có được nóng cánh, nó phải có lớp có lan. Giống như bản nhạc kia nó phải nguyên bản, tự nhiên cái mình đặt cắt cái khúc giữa lên giọng cổ thì sao đâu được, phải để cho nghe rồi không, rồi mấy cái nước mà nó gọi là đồng nghiệp thế giới nó phải đi đồng bộ. Đồng nghiệp có nghĩa là những cái nước nào mà làm ác á là phải xả nghiệp,
sản nghiệp thì hiện giờ là thằng Sierra nó đang xả. Sierra là gì ông, trong lịch sử quý vị coi á, nó là Osuma, nó là La Mã đó. Hồi xưa đi bành trướng hết Âu Châu, nó giết biết nhiêu người, nó ác lắm. Thằng Donagan gì đó, nước đó đó. Rồi cộng lại gần đây cái, nó nằm trong khối NATO, cái nó không có cho Phần Lan với Thụy Điển gia nhập NATO, nó làm trễ cơ vận, làm cho ở trên rất là buồn, không cho nó động đất một trận vậy đó. Rồi lại nước nó không có tù, cái đạo hồi nó chỉ là ngoan đạo, nó sống thế gian thôi, nó không có biết xuất thế gian như kiểu bên Phật. Thằng Trung Cộng nó là đại ma đầu của Atula, nhưng mà dù sao ở trong quốc gia Trung Cộng là ngày xưa thời thằng Nông mà thì còn ở bển nó cũng truyền lại một mớ Phật pháp, cho nên họ có số người tu biết nhân quả. Thì một số đảng viên cộng sản Trung Cộng nó ác, nhưng mà dù sao cũng có một số người xin xỏ cha, chỉ cần một người xin mà cha nghe là sẽ thay chuyển. Cho nên nước nó không, tuy là nó sẽ tan chia năm sẽ bảy, nhưng mà nó không có tan tóc. Bữa giờ nó hạn hán nghe, lũ lụt nghe, đói nghe, Covid nghe, mấy chục triệu người. Thì xã nghiệp kiểu từ từ, đây cũng có người tu người sinh. Nhưng mà cái phước đại phước trên thế giới hiện nay là nước Việt có đóng Phật ở trong đó, dùng chữ đóng luôn á, đóng thánh nha, thánh với Bồ Tát. Phật thì chỉ có Đức Thầy, Đức Phật Hoàng, người Thích Ca ngài trên kia, rồi Phật Di Lạc một, Phật Di Lạc hai. Tại vì chữ Di Lạc là ở một cái thời thịnh thế vàng kim, chứ người đời cứ nghĩ là ông Phật Di Lạc. Nếu nó ông Phật Di Lạc bụng bự thì ở bên Tây Tạng họ thờ cái Phật Di Lạc, một người thanh niên mà. Cho nên cái chữ Di Lạc sau này ấy, mình cũng là con bệnh úp để chờ Đức Thầy xuất hiện là ngày giải thích nó rõ hơn. Chứ còn người nào lập đạo thì người đó cũng là ở trong cái làm cho một cái đời Di Lạc thuận thế. Đức Thầy xuất hiện là xong nhiệm vụ trăm năm của ngài, ngài nhập diệt với Đức A Di Đà. Và người tiếp tục ở lại thì cứ làm cho nhân loại về trời. Thì mỗi một cái thời giai đoạn vậy là trên tính từng người từng người. Mà cái thời nay là Phật Long Hoa Phong Thần thì Đức Thầy sẽ lập sắp sửa từng tới gặp vụ phải không? Ngài nói gì nữa? Cái bữa hôm mà ông ngài nói là năm nay chín mươi phần trăm còn tới tuổi cao độ rồi yên tâm. Thì ngày mai cái nhảy đi, có đi nữa. Thứ hai ông muốn kêu theo ông sách giỏ cũng là tốt rồi. Để đâu có cần làm cố vấn cho Minh Dương gì đâu mà cố nhiều quá. Tuổi cỡ này suy nghĩ không chín chắn, nghe lời cao độ làm bậy cái là hại trăm triệu dân nữa. Thôi để mình Minh Dương làm hay hơn. Không giống như lái xe vậy, người lái giỏi á, cái người kế bên cái người ta lái cái lũi á. Hay nghe cái màn hình này cũng hay á. Ở đây á thì mình thích nghe chuyện thần thoại phải không? Còn ở ngoài dưới lầu với ngoài kia họ thích nghe chuyện thực tế. Ước chi hết nhóm Phật tử ở vùng này mấy nghìn người á,
đừng có bị mấy ông thầy quốc danh giống như ông Kim Sơn, thầy Pháp Trơn, rồi cái cô Việt Không, rồi nè, mấy người đó là cộng sản không, họ tiêm nhiễm vô mấy cái đó thầy Quảng Bảo, họ không bao giờ tin Phật Như Lạc xuất hiện, họ không bao giờ tin tận thế, và đồng thời họ càng không bao giờ tin Thượng Đế nữa. Đúng rồi, cái chuyện này quen chơi với mấy họ từ hồi lập chùa tới giờ, làm cho họ tin kiệt là người như thế này kia rất là khó. Cho nên mấy ngàn Phật tử đây xin lỗi nha, cho qua một lớp bọt cháo đi, hà qua bên đi để mình nóng cháo bọt nó nổi lên qua mùa này, cho nói vậy á. Con cứ yên tâm, chúng sanh đời nào đời nay ai mà hiểu được con là người có đại phước, còn không hiểu thì đi thêm 3-4 dòng nữa cũng không sao. Mà dòng sau không biết có phải người Việt Nam không nghe, hay là đầu thai là Mã Phi Ca cũng chừng nữa. Lỡ như làm chó sủa sủa bú bú bú, lần nào đọc kinh được ta. Cũng khó đó, định tử mình Phật tử là mình được về trời. Phật tử mà ngông cuồng ngã mạn á, hồi xưa có vị A-la-hán về trời á mà ổng còn ngã mạn đó, ổng bị đọa địa ngục liền mà tính á. Huống hồ Phật tử thời nay cứ tu theo nhóm, tu theo phè, tu theo bè không à, chứ không có thật sự cái tâm người tu đa số. Mở ra cái thiên đạo nó ở giữa, giữa Công giáo, giữa Hồi giáo, giữa luôn cả Công giáo, Tam giáo đồng minh, Hồi giáo, Công giáo, Phật giáo, khúc giữa. Khúc giữa nghĩa là bên Hồi giáo là nó chiếm 3/4 địa cầu, mấy chục căn đó không? Đạo Hồi á, Muslim Mohammed đọc kinh Quran, đọc cho đã, nhưng mà nó không có kinh nào mà dạy cái thần hồn chuyển thế từ xác này qua xác kia hết, là một điều thất bại đó. Bên Công giáo cũng vậy, có Đức Giáo Hoàng đệ nhị đệ tam nhận biết, nhưng mà không tin có ma, không tin có linh hồn, cũng chẳng tin có chuyển thế. Tại vì đạo Hồi với đạo Do Thái giáo và đạo Công giáo là cùng một gốc hết nha, họ không có tin linh hồn chuyển thế. Cho nên cha nó hơi hồi xưa nó vậy là được rồi, hôm nay nó khôn hơn, giờ cho nó lên lớp từ lớp mẫu giáo thì trở lên lớp đại học đi, phải không, biết linh hồn chuyển thế mà thiền đủ, phải không, rồi biết có sự đâu phải chúa xưa lúc nào cũng đầu thai người Do Thái đâu ta, lâu cũng phải mũi đẹp đủ, không đen đồ ha. Đâu phải đó là đổ nhầm gì đâu, cái hồn đó mà họ cứ đang canh cho bên Do Thái chúa có xuất hiện không, tưởng hồng không có đâu, Do Thái bữa giờ nó cũng dữ lắm, đánh ba đất tiên có nhà cái thời gian qua rồi thì có những cái khác, cái thời gian qua rồi thì anh có cái màn khác. Nhưng mà khi người ta ở bên đó không có những cái kinh điển nói về tái sanh đó, ta không có tin. Nhưng mà ngược lại mấy thầy Tạng với ngài Đạt La Ma ông nói ông tái sanh 14 lần cả thế giới tin ổng. Bây giờ mình nói mình tái sanh 1800 lần rồi sao? Ai có tâm linh gì như này? Tự theo cái xã hội á, cái đông người, nên mẹ mới dạy á, mình phải có bi trí dũng rồi tự đốt đuốc đi, nếu mà nắm vững cái đó đó thì sẽ hiểu. Nghĩa là dầu cho chồng mình vợ mình kế bên mà một cái mình không có cái ý chí vững bền cái tâm á, cái lòng tin á, mà mình đi theo số đông, đi theo những người thân bạn bè, mình đi xuống địa ngục chung, mình làm sai. Tạo thiên tâm gieo duyên cho toàn thế giới một cách rất là bình thường tự nhiên, không có ban bệ, cũng chẳng có marketing, cũng chẳng có người nào giúp á, mấy đệ tử le the quay quay điện thoại gì thôi,
chứ một cái chương trình ra là mấy chục triệu người coi á, là người ta tưởng đâu là mình phải dữ dằn lắm, không có đó, mấy điện thoại nó quay kiểu gì hơi bỏ lên à. Nhưng mà lưu truyền mấy nghìn năm, tại vì mình dàn thiệt, mình không có cần phải marketing, cũng không có cần quảng cáo, đó là để cho người đó muốn thu hút Phật tử rồi gây quỷ rồi. Mà cái đạo Thiên Tâm đó, ngày đầu tiên ngày 16 tháng 3 2017 á, lúc mà thành lập á, khoảng như ta nhớ tay 50-60 người, trong đó thì có cha có mấy chư Phật ở đó, còn có sau đó có 12 đứa đệ tử đầu tiên ghi danh trong đó. Hôm nay thì cỡ mấy chục triệu người, mà mới như 3 năm hả? 17 tới giờ như ta 5 năm hả? 5 năm mà loan truyền cả thế giới. Mà trong khi người sáng lập vẫn còn ngồi chót chót như là họa sĩ mà còn vẽ, vẽ còn ngồi đây. Họa sĩ mà đi rồi đạo nó loan rộng lắm. Tại vì lúc đó mình không cần mua vé bay đúng không? Bay xẹt 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 làm nhiều chuyện lắm. Kìa kìa. Bay bao nhiêu gió, bay đi tùm lum à, rồi à, làm này làm kia. Cho nên lúc đó đạo ra lẹ, còn mang các phàm này phải đi đứng rồi ra phi trường rồi phải chờ chuyến bay rồi mệt quá thôi ngồi chỗ này. Thì sau khi đi á, lúc đó đạo phát triển mạnh hơn. Giống như Đức Thầy, Ngài không có cái thân, Ngài có cái thân Việt Nam, ở đâu trong hang động nào mình không biết. Nhưng mà bất cứ lúc nào, cứ lên trên núi có cái tượng của Đức Thầy, tiền thân đó là Đức Phật Thầy Tang đó, Đức Bình Phú Sổ là bây giờ nha. Còn tiền thân là Đức Phật Thầy Tang, có cái râu dài cái tượng trên núi. Thấy sư phụ ông Châu Lan, ông chửi con, người giận. Sư phụ hiện về trước mặt, tướng thanh niên đã à, mắt thượng rồi nghe là Phật mà nghe mới nói chuyện đó, mình nói chuyện kiểu vậy. Đức Thầy không cần mua giá bài, tại những vị Phật người ta có thể để cái xác ở đó, người ta có thể đi bằng cái thần hồn á, đi qua nói chuyện. Còn xung quanh thì đó là có rất là nhiều cái gì hộ pháp ngoài 4 năm ông rồng, cho nên bất cứ gì nào mà đến nói chuyện cũng đều là thật, chứ thiên ma nó không dám giả. Còn những người mà bình thường mà cũng có cái lực đó, những gì mà ngồi nhập định có cái lực đó, nhưng mà không có gì hộ pháp, bất cứ ai cũng có thể giả Phật, giả Đức Thầy, giả người khác tới. Còn có mấy gì hộ pháp đứng kế bên Đức Thầy là phải là thiệt, đúng không? Mấy vị hộ pháp mà đứng ở đó canh mà. Nhưng mà quan trọng là người trong cuộc á, mới biết là như thế nào. Còn người ở ngoài không có đủ căn cơ và không có chân mệnh, không có cái lực, nó cũng khó hiểu.